to các bạn. Con cò luôn. Kéo con cò này. Tốt lắm. Túm đầu con cò. Sao mày bay lên à? Còn con chích nha các bạn. Con chim của mình nó bay lao tới. Và con chích mình nó bay, con chích nó bay lên sát ngay mình luôn. Đây. Chích nha. Đây, chích nha các bạn. Bay sát người mình luôn thì cách có mấy mét thế này thì cách có ngắn thế này thì làm sao mà thoát nổi con chim mình. Ngon. Chích nha các bạn. Bay lên một cách chừng 1 mét thì mình tưởng đâu con chuột nó chạy, ai ngờ là bé chích bay lên á, nó bay động phát con chim mình nó bay tới. Nhưng mà ai ngờ con chích nó đảo hướng, nó bay ngược lại đây. Ngược lại đây thì con chim mình nó bay vòng lại luôn mà. Bay lên chừng mét thế này thì thoát làm sao được. Bay cách cả chục mét còn chả thoát được, còn bay mét này. Xem chỗ này còn con nào không. Đuổi chưa?
đuổi ra cho nó bắt. Nó đứng ở trên cây sủa. Lúa này người ta bỏ chuột cắn lát đấy. Chết, biết ngay mà. Nó bắt được rồi đó. Con đi nhờ qua chút nha cô. Dạ. Đây các bạn. Mình bắt được con cò đây này. Đấy. Đây các bạn. Bỏ nha. Ai, bỏ nó. Cho nó nghỉ tí. Con này con thứ tư rồi. Ba con cò với con chích. Chết. Nhìn nghe. Đây đồng lúa đẹp không các bạn? À, bắt được con cò. Chỗ này có hàng cây mát quá, ngồi nghỉ.